Trong suốt 8 năm, đều đặn vào lúc 15 giờ thứ hai đến thứ năm hàng tuần, bà Nguyễn Thị Phương Giao lại cùng chồng tất bật chuẩn bị những bữa cơm chiều có thịt miễn phí để trao tận tay những người có hoàn cảnh khó khăn và bệnh nhân ngay trước cổng bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh. Tôi với ông xã là cái công việc này là gần 8 năm rồi. Thì lúc đầu thì cũng hơi khó khăn lắm, thì lúc đầu là mình bán cơm á, bán cơm rồi mình cũng góp chút phần nhỏ nhỏ nhưng mình có ít thôi, đem ra bệnh viện khác cho mỗi mô một tuần có một ngày thôi. Rồi biết từ từ thấy bệnh nhân rồi nhiều quá, đông quá, rồi những người nghèo xếp hàng rất là đông, mà mình đem ra có mấy chục phần thì không có đủ đâu, về đâu thì thấy rất là thiếu sót. Thành ra thế là mình cứ mỗi ngày mình nấu thêm nhiều thêm thêm lên, mua thêm đồ rồi nấu thêm nhiều để mà mình nấu mình đem ra ngoài phát cho có thêm được nhiều người hơn. Bà Giao cho biết có lúc bà phải dành cả buổi sáng để mua nguyên liệu, rau củ, thịt cá, mỗi thứ trên 10kg. Có những lần bà phát tới 400 phần cơm chỉ trong một buổi chiều. Có khi hết rau thịt nhưng vẫn có những người chưa có suất ăn. Làm công việc này nói chung là cực lắm, cũng mệt lắm, nhưng mà cảm thấy rất vui là khi mình đem cơm mình phát cho người nghèo á. Thấy họ cầm hộp cơm mà ăn thì họ cảm ơn mình, cảm thấy rất là hạnh phúc, cảm thấy mình chia sẻ được cái nỗi tất cả những cái trong cuộc sống mà những người bệnh đó, người ta cũng lên đây chữa bệnh rồi ta cũng nghèo á, người ta đỡ được phần cơm thì cũng đỡ được một phần cho những người nghèo. Mà bát cơm này nói chung là bây giờ hai vợ chồng cứ làm theo cái tâm này, như là cái theo tâm của mình thôi, là cứ làm thôi, chứ còn không có nghĩ là phải làm cái này kia, không quan trọng gì đó, chỉ là mình cứ làm hàng ngày, tại vì mình làm cũng mấy năm nay rồi, thì lúc rất là mệt, rất là khi muốn buông luôn, muốn bỏ luôn thì ông xã ông cũng không chịu, mới là bây giờ hàng ngày mình cứ phát cơm, mỗi ngày người ta cứ đến giờ, người ta chờ mình để xếp hàng, rồi mình lại không phát thì tội cho ta, có thời gian hả, hai vợ chồng đều bệnh hết, đâu có làm nổi đâu, không nấu nổi thì ông lại bắt đi mua, phải đi bánh mì, chả hay trứng gì đó thì cũng phải ra phát, nghĩa là có đồ ăn phát cho bệnh nhân. Thế mà làm không cơm nấu cơm không nổi thì phải làm cái món mà có sẵn để mình đem mình phát. Vợ chồng bà Giao may mắn chiến thắng được căn bệnh ung thư, nên khi chứng kiến nhiều hoàn cảnh tương tự, vợ chồng bà đã thấu hiểu được nỗi đau và tìm thấy sự đồng cảm, nên cả hai quyết định phát cơm miễn phí trong suốt nhiều năm qua. Là một bệnh nhân ung thư gan, ông Nguyễn Quốc Việt thấy những bữa cơm ngon được phát miễn phí thì ông không giấu được sự xúc động và càng cảm nhận rõ hơn tấm lòng nhân ái giữa thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp. Mỗi một con người ta khi mà rơi, ai chả có một cái sự bế tắc. Ai chả có sự mà bế tắc, ai mà chả cẩu mình cái nút xa cơ lỡ vận. Thì thành thử ra mà nói thì tất cả các cái nhà từ thiện người ta đến với mình như vậy, thì thay vì như thế thì mình phải biết đội ơn người ta, chứ còn không biết nói một cái câu gì hơn được. Thật sự mà nói như vậy, tôi là người Hải Phòng gốc, nhưng mà đó là thực tế mà tôi nói là như vậy. Bản thân tôi, cá nhân tôi thì đúng chất ra mà nói, đi vào trong Sài Gòn này tôi thấy trong người trong Sài Gòn này cũng đâu phải là đơn giản đâu. Người trong Sài Gòn này ở đâu cũng có người tốt, ở đâu cũng có người xấu cả. Nhưng mà người tốt trong Sài Gòn này tôi cảm nhận đấy, có bữa một cái bữa cơm như hôm nay này, tôi cảm nhận thấy tuyệt vời. Tôi lúc bây giờ lúc đó nhiều lúc nhé, tôi cảm nhận thấy tôi lấy một gói mì tôm, tôi đổ nước lạnh và tôi chờ thường 3 phút, mà tôi chờ đến 30 phút cơ mới có để mà ăn. Nhưng mà ở đây có người ta bắt cơm ra ăn thực tế luôn. Đấy, như vậy người ta có cho tiền để mà sinh sống nữa. Thế thì thay vì thế, cuộc sống như thế là con giữa con người đối với con người như thế thì còn gì để nói nữa. Người được quá dịch thế rồi. Tại em là người ở xa tới mà được nhận được những phần quà là em rất là vui. Nói chung là rất là ý nghĩa, nói chung em cảm ơn. Nói chung là giúp đỡ những bệnh nhân, nói chung là ở bệnh viện bệnh nhân rất là khó khăn. Rất là nhiều bệnh nhân khó khăn mình ủng hộ như vậy, chúng là rất là tốt. Nên ai cũng ghi nhận tấm lòng vàng của nhà tài trợ hết. Chỉ biết cầu chúc cho mọi người, những bệnh nhân là sớm lành bệnh trở về với gia đình. Đó là những cái mong muốn nhất. Thấy những người bệnh mình rất là tội, thấy người ta vậy chứ mình không có trong hoàn cảnh đó. Mình có cái đợt cô cũng tưởng cô bị ung thư đó, cô sợ lắm, mình có cảm giác bị như là
hụt hẫng, như là thấy cuộc đời thấy nó vô thường. Chỉ mong những người bệnh là họ mau chóng được bình phục, trở về với gia đình. Tôi cảm thấy là cũng thấy là vui, là hạnh phúc là mình góp được một chút cái công sức của mình. Thấy là họ lãnh được hộp cơm, rồi chút cái bánh hay là hộp sữa hay là chút tiền gì đó để cho bữa ăn của họ nó khá hơn, rồi họ cũng đỡ được cái gánh nặng tiền bạc của nhà trong lúc mà họ chữa bệnh ở bệnh viện á. Cảm thấy là vui rồi, thấy cái gì là thấy vui, thấy hạnh phúc.